Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong mục ống kính phóng viên ngày 26 tháng 4 vừa qua về tình trạng người dân chăn thả trâu bò trên đường giao thông trong các khu đô thị tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Sau khi phóng sự phát sóng đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của người dân địa phương cần sớm chấm dứt tình trạng này. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vào cuộc chưa quyết liệt, còn lúng túng trong xử lý. Hơn nữa, chế tài xử phạt không đủ sức răn đe, nên việc người dân chăn thả trâu bò tự do vẫn tái diễn. Sau khi đài truyền hình đưa tin, thì địa phương chúng tôi đã vào trực tiếp làm việc với cả hộ cá nhân gia đình này. Thì sau buổi làm việc, thì hộ gia đình đã cũng có những cái động thái, cũng cam kết trong cái thời gian gần nhất thì sẽ bán cái đàn gia súc này đi và không chăn thả gia súc nữa. Chúng tôi tăng cường cái công tác chỉ đạo công an rồi các ngành đoàn thể, lãnh đạo tổ dân phố trên địa bàn thường xuyên giám sát, nhắc nhở cũng như là đôn đốc cái hộ gia đình thực hiện theo cái cam kết đối với ủy ban phường. Ông Phó Chủ tịch phường Nhân Hòa trao đổi với chúng tôi như vậy. Tuy nhiên, ngay sau đó, vào hồi 16 giờ ngày 21 tháng 5, chúng tôi vẫn ghi nhận những hình ảnh như thế này. Tình trạng người dân tự do chăn thả trâu bò trên các tuyến đường giao thông, trong các khu đô thị, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào vẫn tái diễn, không có biện pháp xử lý dứt điểm. Lãnh đạo địa phương thì đưa ra nhiều lý do gây khó khăn trong việc xử lý, ngăn chặn. Còn người dân thì chỉ biết hàng ngày phải thu dọn chất thải do trâu bò phóng uế bừa bãi vì đã kiến nghị nhiều lần vẫn chưa được giải quyết. Phải chăng lãnh đạo phường Nhân Hòa bất lực trước sự việc này? Con đàn trâu đến 40-50 con ấy thì nó đi vào đây nó vệ sinh trước là nó ảnh hưởng đến các cháu với xe cộ đi lại là trông rất là mất thẩm mỹ. Thì đề nghị chính quyền phường Nhân Hòa và các cơ quan là chính quyền thì giải quyết giúp. Chúng tôi trước đây đã lập cái một khu vực là có hàng rào dây kẽm gai, xác định là để nhốt giữ cái số lượng gia súc thả rông trên địa bàn ảnh hưởng đến đô thị. Nhưng tuy nhiên thì cái khó khăn đặt ra là cái số lượng gia súc thì tương đối là nhiều, giá trị tài sản thì lớn, và khi mà chúng tôi nhốt giữ thì cái việc chăm sóc là rất khó khăn. Cái nghị định 167 năm 2003 của Chính phủ quy định về mức xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội thì cái mức mà từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi thả rông trâu bò thì theo tôi là nó vẫn ở mức hơi thấp, chưa đủ mức răn đe. Hiện nay ở một số địa phương là cái việc chăn nuôi trâu bò thả rông ngoài đường xảy ra rất là nhiều. Chắc chắn là sẽ có nhiều người dân người ta phản ánh đến chính quyền, người đứng đầu là phải chịu trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, trước kiến nghị của người dân về việc chăn thả gia súc gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường của một số hộ dân trên địa bàn thị xã Mỹ Hào mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh, chính quyền phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào đã vào cuộc bắt các hộ chăn nuôi ký cam kết. Song song với đó, cần có chế tài xử phạt cao hơn nữa, đủ sức răn đe để các hộ dân không tái phạm. Nhưng để chấm dứt tình trạng này còn gặp nhiều khó khăn.